Đây là lý do vì sao các bác nên phải trang bị cam 360 cho xe ô tô của mình các bác nhá. Đây các bác qua đây, đây là một chiếc xe rất là sang này, xe mẹt các bác nhá. Nhưng mà xe này chưa có cam 360. Đây. Ăn ngay một vết vào đây luôn các bác ơi. Bởi vì khi các bác quan sát ở gương chiếu hậu nhá, nó có ở đây nó có một cái giống như kiểu cái gốc cây mà người ta chặt đi ấy, thì nó không lên trên này, nên là với cái tầm quan sát của cái gương chiếu hậu các bác không nhìn được, và cái gương này chỉ cần mình lơ là một xíu thôi, cái gương chiếu hậu góc bên này thì nó bị khuất đây, nó thẳng vào sát này nên là các bác sẽ không có để ý. Đấy, làm một quả ngay như này các bác đi vài củ ngay đúng không ạ. Bây giờ các bác sơn, phải sơn hết cái khu vực này, sơn cái cản sau này. Đấy, rất là mất tiền nha các bác và mất thời gian các bác nhá. Đây, với những xe mà trang bị cam 360 thì nó sẽ như thế này. Như chiếc xe Camry này vừa nâng cấp màn lên bộ cam 360 sẽ có một mắt cam sau ở phía đằng sau này. Ở gương này sẽ có mắt ở gương này luôn này. Rồi, gương này. Và đằng trước cũng có như vậy luôn các bác nhá. Đằng trước sẽ có trang bị một cái mắt ở phía đằng trước như này luôn, nên là khi các bác mà có di chuyển đằng xi nhan bên trái bên phải, hay là các bác có vào lùi, hay các bác có đi tiến, thì các bác đều có cái cam mà nó quan sát toàn cảnh. Ví dụ như cái cam ghi hình phía trước này, các bác sẽ nhìn toàn bộ từ cái cản trước này, và đằng sau cũng tương tự đấy. Cái khu vực này các bác có điểm mù ở đây, các bác quan sát được hết. Đấy, không, gần như là không có điểm mù luôn. Đấy, các bác nào mà chưa trang bị cam 360 cho xe của mình, các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhá.